Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Hội nghị Trung ương 14 Đảng biểu quyết nhân sự và khai trừ tướng Chung. Các ủy viên Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam vào hôm thứ Năm đã biểu quyết giới thiệu nhân sự cấp cao tham gia Bộ Chính trị và Ban Bí thư của Đảng trong khuôn khổ Hội nghị Trung ương 14 khóa 12 diễn ra vào Hà Nội theo truyền thông nhà nước đưa tin. Cùng lúc, ông tướng Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã bị khai trừ ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam, vẫn theo báo chí Việt Nam đưa tin. Đây là hình ảnh Hội nghị Trung ương 14 khóa 12 vừa diễn ra ở Hà Nội, họp từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 12. Báo mạng Vietnamnet thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đưa tin về cuộc biểu quyết tại hội nghị này cho hay, vào ngày 17 tháng 12, Ban chấp hành Trung ương về công tác cán bộ trong khuôn khổ Hội nghị Trung ương lần thứ 14, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt cho Bộ Chính trị chủ trì, điều hành chương trình của hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ông Phạm Minh Chính đọc tờ trình của Bộ Chính trị về phương hướng công tác nhân sự Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa 13. Ban chấp hành Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu các ủy viên Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa 12 tham gia Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa 13 và bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu các ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 12 tham gia Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa 13. Dự kiến Hội nghị Trung ương 15 sẽ tiếp tục được khai mạc vào thời gian tới để chuẩn bị cho kỳ đại hội lần thứ 13. Tờ báo mạng Vietnam Express thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cùng ngày cho biết thêm, vào đầu nhiệm kỳ, Bộ Chính trị khóa 12 gồm 19 ủy viên, đến nay còn 17 ủy viên, bởi cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã qua đời vào tháng 9 năm 2018. Ông Đinh La Thăng thì bị cảnh cáo cho thôi chức ủy viên Bộ Chính trị vào tháng 5 năm 2017 và tiếp tục đang bị truy tố nhiều tội khác. Trong số 17 ủy viên Bộ Chính trị hiện nay, riêng ông Đinh Thế Huynh đã thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư nghỉ chữa bệnh từ tháng 3 năm 2018. Ban Bí thư Trung ương Đảng hiện có 14 ủy viên, trong đó có 7 thành viên là ủy viên của Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 7 thành viên còn lại là Bí thư Trung ương Đảng. Vẫn theo tờ báo Vietnamnet tại Hà Nội, Hội nghị Trung ương 14 ngoài việc bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13, Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam còn xem xét quyết định thi hành kỷ luật các cán bộ quan chức cấp cao của mình. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch thành phố Hà Nội. Cụ thể, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị ủy quyền đọc tờ trình của Bộ Chính trị đề nghị thi hành kỷ luật ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tại Hà Nội và nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021. Tờ báo trong nước cũng tường thuật như vậy và Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ông Nguyễn Đức Chung ra khỏi Đảng. Trước đó, tại kỳ họp 50, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương xem xét khai trừ ông Nguyễn Đức Chung cũng ra khỏi Đảng. Hôm 17 tháng 2, được hỏi về các diễn biến tại Hội nghị Trung ương đang diễn ra do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, một nhà quan sát chính trị từ Việt Nam, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp đã bình luận với đài BBC như sau. Đến nay, chưa thấy Đảng công bố gì cụ thể chính thức, phải chờ đến ngày bế mạc hội nghị. Tuy nhiên, hội nghị này chủ yếu bàn về nhân sự mà các ứng cử viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư cho khóa 13. Còn việc bàn về một số vị trí về tứ trụ hay không thì đến nay vẫn chưa biết cụ thể chính thức. Cũng có thể đến ngày cuối cùng hội nghị người ta sẽ bàn, còn nếu không đủ thời gian bàn thì người ta sẽ có hội nghị Trung ương lần thứ 15. Hội nghị đó nếu có diễn ra thì sẽ xảy ra ngay trước đại hội 13 và đại hội khả năng lớn sẽ diễn ra vào cuối tháng 1 năm 2021, tức là khoảng ngày 25 đến 28 tháng 1. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Trân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thường trực Ban Bí thư ông Trần Quốc Vượng dự hội nghị. Trên mạng xã hội, công luận dường như đang xuất hiện một số thông tin cần kiểm chứng thêm dưới dạng các danh sách nhân sự được cho là được cơ cấu vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa tới của Đảng Cộng sản Việt Nam, kể cả có một số thông tin đề cập việc biểu quyết về kết quả biểu quyết nhân sự này trong khuôn khổ hội nghị. Khi được hỏi liệu trên thực tế đã có thông tin nào hay cơ sở thông tin nào manh nha cho thấy rõ thêm về việc giới thiệu bức tranh quy hoạch nhân sự cấp cao ở các cơ quan, cơ cấu quyền lực cấp cao nhất và quan trọng nhất ở Việt Nam đó hay chưa? Tới thời điểm này, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói như sau. Người ta không thông báo cụ thể, nhưng bắt đầu vào hội nghị trung ương cũng có một vài bài báo của báo chí chính thống có phân tích. Người ta đến xem trong Bộ Chính trị khóa 13, nếu ứng cử thì khả năng sẽ có những ai ứng cử và khả năng những ai quá 65 tuổi thì nghỉ. Và người ta sẽ có đề cập đến một danh sách của những ai sẽ là ứng cử viên mới, có nghĩa là tới đây sẽ là lần đầu tiên thành ủy viên Bộ Chính trị. Đồng thời người ta cũng có danh sách những ai cần đầu tiên sẽ ứng cử vào Ban Bí thư. Như thế người ta đã có cơ sở sơ bộ như vậy với những người hiện nay đang ở trong Bộ Chính trị mà dưới 65 tuổi, chưa đủ 65 tuổi thì về mặt nguyên tắc người ta phải đưa vào hết. Và những người mà nằm trong Ban Bí thư thì thường người ta cũng có thể trở thành những ứng cử viên để vào Bộ Chính trị của khóa 13. Đây là hình ảnh những khuôn mặt sáng giá trong Bộ Chính trị vẫn còn đủ tuổi. Và xin nhắc lại là có lẽ phải chờ đến ngày bế mạc Hội nghị Trung ương 14 thì sẽ có thêm các thông tin chính thức từ Đảng Cộng sản giúp hình dung rõ hơn một bước nữa của tình hình hiện nay. Còn về sự việc liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung thì vụ xử ông Chung, cựu chủ tịch Hà Nội là họ làm nhanh. Ông Chung thành phạm nhân rồi thì họ thấy tiện thể để làm các vụ khác mà ông ấy dính líu mấy năm qua như vụ Nhật Cường, vân vân. Nhà nghiên cứu cao cấp, khách mời của Học viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore đã bình luận như vậy trên BBC theo quan điểm của mình. Ngoài ra cũng có những thông tin nói rằng có ông Nguyễn Phú Trọng hay không có Nguyễn Phú Trọng. Đó chính là tựa đề bài bình luận của một tác giả Jack Nguyễn đăng trên báo Tiếng Dân với nội dung như sau. Vào ngày 16 tháng 12 năm 2020, trong bài viết hé lộ danh sách ứng cử viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa 13 trên trang báo Tiếng Dân, tác giả Vũ Hiệp tiết lộ danh sách ứng viên của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam gồm 24 người, không có tên ông Nguyễn Phú Trọng. Hầu như cùng lúc, giới thạo tin trên mạng đồn rằng chức danh Tổng Bí thư Đảng đang có cơ hội chia đều cho ba ông là ông Trần Quốc Vượng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Nguyễn Xuân Phúc. Vào ngày 14 tháng 12 năm 2020, khi báo chí nhà nước loan tin về Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 14 tổ chức, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng lần thứ 13 cũng đưa lên trang nhất ảnh ông Nguyễn Phú Trọng cùng ba vị kể trên. Các thông tin này trái ngược với lời đồn đoán rằng ông Trọng sẽ ở lại lãnh đạo thêm một thời gian nữa. Ông Trọng hiện nắm hai chức vụ Tổng Bí thư Đảng và Chủ tịch nước. Đây là hình ảnh chân dung các ứng viên của Bộ Chính trị. Một viên chức nhà nước Việt Nam đã nói rằng khả năng đó thì cho rằng ông Trần Quốc Vượng, người được đồn đoán nhiều nhất rằng sẽ thay ông Trọng, không đủ bản lĩnh để lãnh đạo Đảng. Một nhà báo của tờ báo Tuổi Trẻ viết trên trang The Diplomat rằng cũng đề cập đến khả năng ông Trọng tiếp tục làm việc sau đại hội 13 vào tháng Giêng năm nay. Ông Lê Hoàng Hiệp, một người làm việc nghiên cứu ở Việt Nam và Singapore, có vẻ có nhiều nguồn tin nội bộ từ Việt Nam, đã nói với đài BBC Việt ngữ về khả năng ông Trọng sẽ được xem xét một cách đặc biệt để ở lại tiếp tục nắm chức Chủ tịch nước. Ông Nguyễn Phú Trọng năm nay 76 tuổi, bắt đầu nắm chức vụ cao nhất của Đảng từ năm 2011. Ông thuộc thế hệ các lãnh đạo trưởng thành trong chiến tranh ở Việt Nam nhưng lại không tham gia chiến đấu. Có nhiều người không ưa ông, đặt hỗn danh cho ông, nhưng nếu ta nhìn lại vai trò của ông Trọng rất lớn trong suốt 10 năm qua và có thể là ông ta bắt đầu những vận động ngầm trước đó. Nếu ông Lê Duẩn là người đóng dấu ấn cho Việt Nam Cộng sản trong những năm cuối của chiến tranh lạnh, ông Võ Văn Kiệt thì ông này không phải là Tổng Bí thư nhưng mà đưa Việt Nam trở lại tình trạng bình thường hơn, thì ông Nguyễn Phú Trọng là người lèo lái Đảng Cộng sản Việt Nam qua một giai đoạn phức tạp của nó với thành phần cốt cán đa dạng hơn, với ý thức hệ Cộng sản đã nhạt nhòa trong nhiều đảng viên. Các đảng viên thời ông Nguyễn Phú Trọng không còn dùng ý thức hệ để tranh đoạt quyền lực mà là các dự án đầu tư và đô la. Khác với hai ông Lê Duẩn, vốn liếng chính trị là chiến tranh Việt Nam, ông Võ Văn Kiệt là cú đột phá kinh tế, ông Nguyễn Phú Trọng phải từng bước gây dựng phe phái và sự ủng hộ của ông một cách tiệm tiến nhất, vượt mặt qua những đối thủ sừng sỏ như ông Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Trần Đại Quang. Ông Trọng có hai chủ bài để lên đến đỉnh cao quyền lực. Lá bài thứ nhất là ông đóng vai Mr. Clean, có nghĩa là tiếng Việt là quý ông sạch sẽ. Ít nhất là tới giờ này chưa thấy cáo buộc kèm bằng chứng khả tín nói rằng ông Trọng có tham nhũng. Lá bài thứ hai là những bài độc diễn về chủ nghĩa cộng sản của ông, giống như ông kệ hù dọa những cán bộ tham nhũng thời nay u cà cạc về các thứ chủ nghĩa khác nhau. Với hai lá bài đó, cộng với sự khéo léo, am tường cách dịch chuyển quyền lực giữa các viên chức trung ương và địa phương, đưa ông đến đỉnh cao của quyền lực. Và chính điều này khiến rất nhiều người sau 10 năm cầm quyền của ông Trọng vẫn còn hết sức ngạc nhiên. Đây là hình ảnh chân dung 6 ứng viên của Ban Bí thư, từ trái qua phải, từ trên xuống là Nguyễn Trọng Nghĩa, Lê Minh Hưng, Lê Hồng Quang, Nguyễn Hồng Lĩnh, Nguyễn Hồng Diên, Trần Quốc Cường. Dưới sự chỉ đạo của ông Trọng, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thanh trừng phe phái bằng chiến dịch chống tham nhũng, mà nhiều người tung hô ca tụng ông, gọi ông là người đốt lò vĩ đại của Đảng. Nhiều người phê bình rằng công cuộc đốt lò vĩ đại này của Đảng chỉ là cái cớ để ông Trọng diệt các đối thủ chính trị. Rõ ràng nhất trong cuộc đấu đá với ông là Nguyễn Tấn Dũng, đầy hỉ nộ, ái ố. Điều này chắc chắn là với chế độ Đảng Cộng sản độc tôn và một sự bí ẩn không bao giờ minh bạch của chính quyền Cộng sản. Mặt khác, cũng phải nói rằng công cuộc đốt lò của Nguyễn Phú Trọng đã giúp làm dân chúng hài lòng, xả súp áp bực tức của họ đối với bộ máy quan liêu tham nhũng. Có thể nói rằng ông Trọng thành công trong việc nghiên cứu đảng của ông ấy. Thế nhưng, việc ở lại nắm quyền khi đã quá tuổi của ông Trọng trong nhiệm kỳ hiện tại, cũng như việc ông nắm luôn chức Chủ tịch nước sau khi ông Trần Đại Quang qua đời, chứng tỏ Đảng Cộng sản Việt Nam lâm vào sự khủng hoảng lãnh đạo, hay nói đúng hơn là thiếu những người có thể dung hòa các phe phái như ông Trọng đang làm. Mô hình gom hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước chưa được quyết định rõ ràng. Việc kiêm nhiệm của ông Trọng chỉ là một giải pháp tình thế vì hiện không có ai cả. Ông Trọng đã rất tích cực đưa ra những người mà theo ông là sạch sẽ, tăng tiến trong đảng. Với hình ảnh tiêu biểu nhất là ông nắm tay ông Trần Quốc Vượng, rung răng rung rẻ trước bản dân thiên hạ. Một loạt lãnh đạo cốt cán chỉ chuyên đảng cũng được đưa vào Bộ Chính trị vào thời gian ông Trọng cầm quyền, như các ông Trần Cẩm Tú, Phan Đình Trạc, Nguyễn Xuân Thắng, vân vân. Nhưng trường hợp ông Trần Quốc Vượng cho thấy các cán bộ chuyên bên đảng cũng rất khó lòng đương đầu quản lý các tay sừng sỏ, nắm nguồn kinh tế quốc gia, các địa phương rất đa dạng, cân bằng các vùng miền khác nhau. Như vậy, ông Trọng đã cứu được đảng của ông, nhưng sự tồn tại của đảng lại có vẻ như đang gắn liền với sự tồn tại của chính bản thân ông Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020 với bản tin Hội nghị Trung ương 14 Đảng biểu quyết nhân sự và khai trừ tướng Chung. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de